Và một câu hỏi thứ hai trước khi mà Phúc sẽ tiếp tục biểu diễn, đấy là theo Phúc thì vì sao Đức Phúc lại được lựa chọn để đại diện cho mùa đông trong chương trình năm nay, chương trình hôm nay ạ? Em cảm ơn anh rất nhiều. Chắc là em được lựa chọn để biểu diễn mùa đông là khi nhìn thấy em, cả quý vị khán giả sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Chắc phải ngược lại mới đúng chứ ạ. Em đùa chút xíu thôi. Quý vị có thấy lạnh không ạ? Không. Có thấy lạnh không ạ? Không. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, vậy thì để... Bây giờ mà quý vị khán giả mà nói có thì em chết. Vậy thì để chứng minh rằng Đức Phúc rất là phù hợp cho chương về mùa đông ngày hôm nay, thì xin mời quý vị sẽ tiếp tục thưởng thức giọng ca rất ấm áp với một bài hát sẽ làm cho mùa đông kia trở nên ấm hơn. Đó chính là ca khúc... Vậy trước khi mà để chúng ta chuẩn bị ấm hơn, đấy là cái cách để anh dẫn vào bài này hả? Sorry, em không hiểu. Hay dữ hả? Bây giờ Phúc phải ngạc nhiên một chút. Đúng rồi, để anh giới thiệu lại nhá. Và để cho mùa đông của chúng ta trở nên ấm áp hơn, thì ngay sau đây cùng với giọng ca ấm áp của Đức Phúc sẽ là một ca khúc. Em lại nói là đây là cách anh dẫn vào ca khúc rồi. Không, em sẽ muốn anh cùng em để gọi là nhờ quý vị khán giả một chút xíu rằng là với ca khúc lần này thì chắc chắn rằng là Phúc sẽ muốn sưởi ấm đến tất cả quý vị khán giả. Thì Phúc có thể có một cái niềm vinh hạnh có thể thấy được tất cả ánh đèn flash của quý vị khán giả bên dưới được không ạ? Chúng ta sẽ sắp sáng sự kiện của Vinhome Ocean Park 3 ngay dưới mặt đất ngay bây giờ tại vịnh biển thiên đường của chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều, rất là đẹp. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh có thể giới thiệu giúp em được không ạ? Bây giờ chúng ta cùng nói tên ca khúc này được không ạ? Đó là ca khúc... Xin mời Đức Phúc ạ! Cảm ơn anh, cảm ơn quý vị rất nhiều. Rất là đẹp. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy giữ chặt những ánh đèn flash trên tay của quý vị nha. Wow, rất là tuyệt vời. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Giờ đây là em.